từ những vùng cao nguyên đầy nắng và gió, từ những dòng nước ngọt mát lành, từ những thớ đất Ba Gian màu mỡ, và bằng khát vọng tìm tòi học hỏi với những mong muốn đem đến cho bà con quê mình một mùa màng bội thu. Khởi đầu kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 2015, trong 8 năm qua, vật tư nông nghiệp Hải Trinh không ngừng trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu nhiều kiến thức từ rất nhiều giáo sư tiến sĩ chuyên về lĩnh vực nông nghiệp để chuyển giao kỹ thuật cho bà con trong vùng. Với phương châm uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý, luôn lấy trách nhiệm và uy tín làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì thế mà 8 năm qua, vật tư nông nghiệp Hải Trinh luôn được sự tin yêu và tín nhiệm, ủng hộ từ bà con xa gần. Với đặc tính thổ nhưỡng và thời tiết thích hợp cho mọi loại cây trồng, cùng với sự cần cù chịu khó của bà con. Nhưng có như thế vẫn chưa đủ, vì ngành nông nghiệp hiện đại rất cần ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, đặc biệt là đứng trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày một gia tăng. Nên việc sử dụng phân thuốc đúng cách sẽ là một liệu trình, một giải pháp an toàn và hiệu quả trong một nền nông nghiệp hiện đại. Chúng tôi luôn thấu hiểu những khát vọng muốn vươn lên từ chính mảnh đất quê hương của mình, những nỗi lo toan bộn bề của người nông dân bám đất và giữ đất. Để đem lại cây lành trái ngọt, chúng tôi muốn cống hiến sức mình vì một tương lai no ấm đủ đầy của bà con, vì một tình yêu với vùng đất cao nguyên thơ mộng và vì trách nhiệm với chính những con người đã tin yêu Hải Trinh bấy lâu nay. Và hôm nay, chi nhánh mới của vật tư nông nghiệp Hải Trinh tọa lạc tại thôn 1, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, hy vọng sẽ được tiếp tục nhận được sự tín nhiệm bởi bà con nông dân ở xã Hòa Nam, Hòa Trung, Hòa Ninh và các xã lân cận. Nên, chúng tôi tin rằng bằng sự cố gắng lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của bà con, cửa hàng vật tư nông nghiệp mới của chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con gặt hái những vụ mùa bội thu. Vật tư nông nghiệp Hải Trinh, uy tín, chất lượng và tận tâm.